Tuy quỷ 15 con chó vì sự thiếu hiểu biết. Rồi sau này có khi nào hại chết người ta không ta? Tại vì thiếu hiểu biết mà. Là bác sĩ, y tế, kiến thức không có, rồi cứu ai, trị bệnh cho ai? Mọi người đọc cái văn bản chưa? Đọc cái văn bản mà phát tức. Thay vì lên xin lỗi, không, đổ thừa ngược lại. Lỗi do 15 con chó đi lung tung. Đi trong 15 con chó đi trong khu cách ly, sợ lây lan. Ủa, cái khu đó là cái khu cách ly những người bị F0, hay là cả những người bệnh và những người không bệnh chung, hay là ai cứ đi từ tỉnh ngoài là thảy vô trong đó? Bây giờ trong đó có ca bệnh ở tỉnh ngoài về cũng thảy vô trong đó luôn. Ủa, công tác phòng dịch của tỉnh Cà Mau là vậy hả? Giờ vụ này mới lòi ra. Ví dụ như tôi từ tỉnh ngoài về, tôi không có bệnh, bây giờ cách ly tôi vô cái khu đó, cái khu có F0 trong đó đó, bây giờ cần gì đợi mấy con chó giờ ăn cơm đó, đã tháo khẩu trang ra hắt xị một cái. Ủa, ở trong đó có đeo khẩu trang không? Đeo khẩu trang sao sợ lây cho mấy con chó? Sợ mấy con chó truyền bệnh, hay là kêu con chó lại rồi khạc nhổ lên mình con chó cho nó đi lung tung rồi lây bệnh? Không hiểu nổi. Là bên ngành y thiếu hiểu biết, chó nhiễm Covid. Mai mốt á, ai mà lỡ người thực vật á, mà lỡ bệnh tim á, tạm thời ngừng tim á, chắc nó đem đi thiêu luôn quá à. Thiệt, thiếu kiến thức, đừng làm ngành y, bỏ nghề đi. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua.